Mỹ Tâm bật khóc vì chưa làm được điều này cho ba mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng thấy mọi thứ ổn rồi, nhưng con thấy chưa ổn, Mỹ Tâm trải lòng. Sinh ra trong gia đình có đến 8 anh chị em, Mỹ Tâm là con gái út nên được cả nhà rất yêu thương, cưng chiều. Mặc dù Mỹ Tâm hiện là ca sĩ nổi tiếng, được đồng nghiệp và đàn em trong nghề kính nể, nhưng trong mắt bố mẹ, cô vẫn là con gái cưng của gia đình. Mỹ Tâm trăn trở vì chưa viết được bài hát tặng đấng sinh thành. Mới đây trong một chương trình, Mỹ Tâm có những phút giây đầy xúc động khi nhắc về ba mẹ. Điều mà nữ ca sĩ băn khoăn, trăn trở nhất lúc này là cô chưa viết được bài hát tặng đấng sinh thành. Mỹ Tâm bày tỏ, em không hiểu vì sao em có thể viết được nhiều nhạc, nhưng về ba mẹ em thấy không có lời nào để viết được hết. Ngay sau đó, hình ảnh ba mẹ Mỹ Tâm được ekip bí mật chuẩn bị chiếu xung quanh căn phòng, khiến nữ ca sĩ bật khóc vì xúc động. Nữ ca sĩ nhắn gửi tới mẹ rằng, hôm nay tiếc vì con không về đúng ngày để dự sinh nhật mẹ. Từ trước đến nay, con chưa bao giờ chúc mẹ trên sóng như thế này. Con có điều mong muốn mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui cùng ba. Có điều này con chưa bao giờ nói với mẹ vì ngại. Điều mà con cảm thấy lo lắng là mong ba mẹ tận hưởng những điều con có thể làm. Ba mẹ lúc nào cũng thấy mọi thứ ổn rồi, nhưng con thấy chưa ổn. Con không muốn ba mẹ phải suy nghĩ điều gì mà chỉ vui thôi, đừng lo cho con nhiều quá. Giờ mẹ cũng ngoài 80 rồi, mẹ muốn gì hãy cứ nói với con vì mẹ quá cực rồi. Nếu bố mẹ không nhận những cái mà con làm cho mọi người thì con thấy mình không vui. Con muốn xây nhà lớn hơn cho mẹ nhưng mẹ không cho. Sau đây con muốn ba mẹ nói cho con những điều ba mẹ muốn và hãy cho con được làm những điều con có thể làm. Cảm ơn mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mỹ Tâm, nữ ca sĩ vừa có tâm vừa có tầm. Cô từng chia sẻ rằng với mình gia đình là điều quan trọng nhất. Đối với tôi, gia đình là gốc, là điều quan trọng nhất để mình gìn giữ và mãi mãi gắn bó. Khi còn đi học, tôi thường xuyên nghĩ đến ba mẹ, gia đình nên luôn cố gắng học thật giỏi và làm nhiều điều hay để mang lại sự hãnh diện cho gia đình. Dù là một giọng hát có chỗ đứng bậc nhất trong V-pop hiện nay, ngoài báo hiếu cha mẹ, Mỹ Tâm luôn hoạt động từ thiện âm thầm và mang lời ca tiếng hát từ chính trái tim của nữ ca sĩ để dành tặng đến cho mọi người xung quanh.